Hello, xin chào mọi người đã tới channel của mình. Mình là Music Amiven. Hôm nay mình sẽ reaction video cùng những con vật hài hước nhất trên thế giới. Đó, và con vật này làm trò khá là hay nha mọi người. Đó. Người có mèo. Đó, đang ngó qua ngó lại. Trời ơi, thấy không? Uống sữa mèo không được uống và nó sẽ dâng sữa đầy đầu à. Con mèo đứng hai chân nè. Rồi. Ôi, mèo chui vô thùng rác luôn. Đây còn kéo cái đuôi vô nữa. Ồ, khá là dễ thương. Bắn. Rồi, chết. Nó kêu cái gì hả mọi người? Ôi, con mèo what the hell? Mèo đang gọi người à, mọi người ơi. Wow. What the hell? Bót tay mèo luôn. Con mèo đứng phía trước đang nhìn gì hả mọi người? Wow. Ôi, con mèo đang leo lên nè mọi người. Đó. Trên cây. Ngó qua, ngó lại. Mẹ ngủ. Rồi té luôn rồi. Này hơi bị nhiều nhạc thì chúng tôi thì tôi sẽ làm tắt nhạc đi xíu cũng được. Ôi, con mèo nó sướng mặt kiểu gì đó mà. Khá là đặc biệt. Ê như bị liệt á mọi người. Lết lết. Bó tay mèo luôn. Nani? What the? Ơ mèo. Con mèo nó nằm đây luôn, chúng nó bay xuống cái là nó sẽ hiểu. Summer. Ok. Ơi, con mèo biết chơi à mọi người. Nó bấu lito. Ôi mèo, con mèo rất là thích nghe nhạc nha mọi người. Đó, người này thích nghe nhạc lắm, nó làm cái gì đó. Oh no. Ai kia 3000. Rồi cái kết luôn. Giờ cũng hiểu rồi. Oh, mèo quý tộc à. Wow, dễ thương quá. Đang đánh nhau không mọi người? Ơi, cứ nhìn nhau hoài á. Weepoon. Con mèo đang làm cái gì đây? Wow. Đấy. Đây con mèo, nó đang coi phim mèo rồi, tôm không mọi người. Wow, nó đá gì kìa. Nó cứ đá mọi người. Ui ôi, mèo nó giành thú bông luôn á. Nó đang gỡ tủ ra, chui vô đó luôn. Wow. Con mèo nó đang bắt cái đuôi mọi người à. Ôi, nó cứ xoay luôn. Ôi, mèo chụp dép. Dép lao. Đúng ngã. Con mèo có nhiều thứ hay nha. Ai muốn nuôi mèo nuôi những bé này nha. Con mèo massage nè. Ai thích những bé mèo này thì cho like, share và subscribe, đăng ký cho bé mèo và cho mình nha. Đó, nó tăng tâm. Nó đang làm cái gì đây? Ôi, nó đụng vào mấy cái đồ vật điện luôn giờ. Ô, đang kêu nha. Kêu cái gì á? Con mèo đang ngủ. Đấy. Nó đang lấy đồ. Wow. Ôi, mèo nằm. Tôi chưa thấy mèo rồi nằm dạng như mèo này cả. What the. Mèo mở cửa rồi, hai chân luôn mọi người. Khá là ghê. Cút sợ. What? I love you. I love you. Ôi, con mèo biết nhái lại luôn kìa. Wow. Ngủ mà gãy mông cho nó. Ô, mèo này lười biếng nè. Nằm lăn lóc rồi. Nói không cho thịt rồi, nó kẹo kẹo rồi. Wow, giờ à. Ôi, có con mèo đang đánh nhau mọi người. Đu dây điện luôn. Đó, đu dây điện à, nó cắn cái gì á. Nó cố gắng đu cái dây nha, không phải dây điện đâu. Dây điện à, mèo dính biệt rồi. Wow. Con mèo đang thử thách Uppy bám trên tường à. Khá là ghê. Nó định leo lên tủ. Nó leo lên tủ.
đó, con mèo đang chơi cái xe gì nè. Ui, con mèo đang bắt con cá à. Con cá đang bị đóng băng hay gì. Con mèo đang ngủ trên ghế. Còn nhìn nữa. Ôi, cú bắt. Mày đang đang lạ. Dính cái lỗ à. Con mèo đang buộc đây. Cái đầu nó nhìn kiểu nó đang nhảy nhảy mọi người. Nó đang thèm khát nước nha mọi người. Nó đang liếm nước. Hôm nay chụp gôn. Đó, mèo đang dí bắt nhau đó mọi người. Nó nhảy qua một nhảy cái người đang ngủ. Ôi, con mèo làm cái gì vậy? Đi ngược à? Wow, mèo đang tập thể dục. Hello. Hello. Con mèo biết hello mọi người. Mèo, ôi cái đít nó dính lại à mọi người. Nani. Thôi video này cũng tới đây thôi, nếu các bạn thấy hay nhớ like và subscribe đăng ký nhé, nhấn chuông nhận không mình. Bye bye.